Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Đầu xuân năm mới thì Trung Kiên xin chúc mọi người một năm mới vui vẻ, an khang và thịnh vượng. Hôm nay thì mình cũng mấy hôm mình mới ra ngoài vườn thì mình thấy cây hoa giấy đang bung lụa đẹp quá. Cho nên là mình quay để cho mọi người cùng ngắm. Còn nếu mà ai mà thích mà có thể giao lưu thì chốt đơn đầu xuân cho lộc lá. Đây là cây hoa giấy rất là to khủng mọi người nhé. Cực kỳ là to đấy. Cây này thì mình đã làm ghép 5 màu rồi. Và cái tàn của nó rất là dày. Các bạn nhìn. Chút nữa mình sẽ quay cái phần bệ đế. Cây này có một cái bệ đế rất là đẹp. Và cái dáng của nó vặn rất là mềm nhé. Đặc biệt là cây này thì mình để nguyên không làm khung. Bởi vì bản thân cây nó cũng chịu dàn khá là tốt. Mình sẽ đi vào sâu cho mọi người nhìn này. Các bạn nhìn này, để kiếm một cái cây hoa giấy mà cái bệ của nó dài. Nếu mà cái bệ thì từ đây, từ phần từ đầu này đến đầu này nó đã dài hơn 1 mét rồi. Cái chiều cao từ đây lên trên nó là khoảng 40 đến 41 cm. Cái phần thắt này, này phần eo này thì nó là 78 các bạn nhé. Cây này thì cũng rất là già rồi. Và các bạn nhìn này, nó đã nổi u rồi. Cây này cực kỳ già. Đấy các bạn. Cái bệ đế của nó nhìn rất là đẹp. Mình trồng ở trên cái chậu 1m6 và 1m2. Chậu 1m6 và 1m2 các bạn nhé. Phải đứng cách rất là xa mới lấy được toàn cảnh của cây. Cái mặt này thì nó ít hoa hơn các bạn ạ. Cái mặt bên kia thì nó sẽ nhiều hoa hơn. Cây này thì đặc biệt là chơi được cả hai mặt luôn. Các bạn nhìn, tàn nó đã rất nhiều hoa rồi. Bên này cũng đang rất là nhiều lụ. Cây này thì cũng có lũa rồi. Nhưng mà cây rất đẹp. Dáng nó rất là mềm. Đấy, trên này là chịu dàn rồi nên là dàn nó rất là kín nhé các bạn nhé. Dàn rất là kín. Cây này chơi cả hai mặt luôn. Các bạn mà có nhu cầu mà mua cái cây này thì liên hệ với mình nhé.
sâu vào cho mọi người nhìn này. Rất là đẹp. Số điện thoại của mình là 0977 999 046. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Và rất mong là đầu xuân năm mới có dịp giao lưu cùng mọi người. Và đến đầu xuân mình sẽ bắt đầu lại quay lại cái hoạt động mới, đấy là bán hoa giấy, hoa mẫu đơn và các cái loại hoa. Mình chuyên về các cây hoa cảnh nhé các bạn nhé. Mong rằng mọi người ủng hộ kênh của mình. Mình sẽ chia sẻ với mọi người tất cả những cái gì mà mình đã làm và mình biết, để cho mọi người và mình, những người yêu cây, có những cái cây mà đẹp nhất có thể. Chào mọi người nhé.